Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Tại huyện vùng cao mù căng trải, khu vực đèo Khao Phạ đã xuất hiện băng tuyết, giá rét đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên chương trình. Đây là trận rét với nhiệt độ giảm sâu hiếm khi xuất hiện tại tỉnh Yên Bái. Tại khu vực đèo Khao Phạ thuộc xã Khao Phạ, huyện mù căng trải, sáng mùng 9 tháng 1 xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống thấp từ 2 đến 3 độ C, có nơi xuống âm 1 độ. Thời tiết sương mù kèm mưa, băng giá đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do băng giá gây ra đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ sức khỏe người dân, huyện Mù Căng Trải đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền tới người dân để tự chủ động các biện pháp phòng chống rét.